Trong ngày alpha test ngày hôm nay thì nói chung là game sẽ cho bạn một vài cái code để bạn có thể hỗ trợ quá trình bạn trải nghiệm game tốt hơn nhé, đúng không? Dù ở đây mình đã ăn một số cái code thôi, nhưng giờ cũng chỉ cho bạn xem một số cách để ăn gần một số cái code như thế này, như thế nào cho nó ok, đúng không? Thì nói chung ở đây hiện tại cái code cho bạn thêm một số cái vật phẩm, đúng không? Thì là để nhập cái code này bạn chú ý cho mình một chút, ở đây sẽ có hai mã, sẽ để luôn cái link ở sẽ để cái mã ở dưới phần mô tả, bạn copy cho nhanh nhé, đúng không? Thì nói chung ở đây sẽ có hai cái mã, một cái code của livestream, hai cái code của alpha test. Thì nói chung cái code thì cú pháp của nó sẽ là quà tặng, xong rồi cách cho một và ấn chữ quà tặng, xong ấn cách làm phát đến cái mã code nhé. Ví dụ ở đây mình có hai mã code, đây mình ăn rồi nhưng bây giờ sẽ chỉ lại bạn cách ăn thôi, chứ còn thực ra ăn rồi. Đầu tiên là cái code đầu tiên alpha test, bạn ấn một chữ chat cho mình nhé. Thì khi bạn ấn một chữ chat ở đây, bạn sẽ ấn copy cái code của bạn, ví dụ của mình là code đây là quà tặng alpha test. Nếu bạn nào không ngại gõ lại thì bạn copy phần mô tả video của mình, đúng không? Ở dưới phần mô tả mình có để lại cái code đó. Ấn vào quà tặng alpha test, copy lại, xong chỉ vào chỗ chat, xong chỉ vào đây, ấn Ctrl V nhé. Ở đây có chữ quà tặng alpha test đây không? Các bạn ấn chữ Enter phát nó gửi đi không? Thì lập tức cái vật phẩm ấy nó sẽ được chuyển vào trong cái chỗ hòm thư của bạn, và ấn vào chữ menu này. Các bạn vào cái chỗ hộp thư đúng không? Nó sẽ có vật phẩm trong đấy. Nhưng đây mình đã ăn rồi nên mình chỉ bạn cách ăn thôi, chứ còn thực ra mình đã ăn rồi đúng không? Tiếp tục là cái code thứ hai, đây là cái code quà tặng livestream ấy, thì đây sẽ là quà tặng cái mã là GR36300 nhé. Thì mình sẽ tục làm tương tự nhé, là mình sẽ lại copy cái đoạn code đó vào, ấn vào chữ chat này, xong chỉ vào đây không, xong ấn Ctrl V là đây quà tặng GR36000, xong ấn Enter không. Ở đây mình cũng ăn rồi nhưng mình không nhận được nữa không, và quà sẽ tục lại gửi trong thư cho bạn không. Thì cái này mình sẽ bổ sung một chút vào trong video cho các bạn biết lối cách để các bạn ăn thêm code không. Nói chung khởi đầu game thì ăn thêm code sẽ giúp cho bạn lợi hơn rất nhiều không. Tất nhiên là cái việc đây đủ các loại code chưa thì mình không rõ lắm, thì vì ra khi alpha test người ta có thể thêm bạn một số cái code khác và trải nghiệm game tốt hơn đúng không. Còn đây là hai code cơ bản mình thấy được thì mình chia sẻ bạn trong lúc mình quay video thôi, và không biết từ giờ đến tối có thêm code nào không thì bạn cập nhật thêm trên fanpage của game đúng không. Ok, xin chào thể mọi người trở lại kênh YouTube của mình nhé. Như vậy hiện tại đây là so với tình dự kiến nó bị delay khoảng tầm 30 phút thôi. Như vậy lúc đầu thì game bảo ra mắt lúc 10 giờ nhưng thực tế ra là 10 giờ 30 phải là alpha test. Thì nói chung là video mình cho người xem là video chiếu lại thôi, còn bây giờ mình đang quay trực tiếp trong lúc bắt đầu ra alpha test đây. Thì đầu tiên đây mình đang có những cái nhân vật đầu tiên thì đang xem sẽ lựa chọn nhân vật nào đúng không? Ở đây đang cho mình các nhân vật như là Goku này, với lại con Kadik này. Nói chung đang dùng theo cái tên của cái bộ gốc ngày xưa phát triển không. Bởi vì thực ra những cái nhân vật này về sau thì thấy nó đổi hết thành tên chuẩn tiếng Anh, cái thứ là Vegeta không. Nhưng bây giờ để hết cái tên cũ là Kadik này. Thế rồi như đây là có Gohan này, hay bên này nó có Piccolo đúng không. Nói chung là cho hiện tại đang cho mình vài nhân vật khởi đầu này không. Nói chung là có của Saiya, của Trái Đất với lại của Namek đúng không. Bây giờ không biết nên chọn nhân vật nào ta, chắc là chọn Goku nhé. Cho alpha test chắc mình chọn Goku nhé. Chọn tên nhân vật không. Ở đây hiện tại thì game cho phép mình đăng nhập cả ở trên PC, điện thoại như là điện thoại cả Android và iOS thôi. Như vậy là cơ bản là những cái nền tảng chính là đều có cả nhé. Rồi mấy cái chào mừng cái thứ gì kệ thôi đúng không. Ok, như vậy là mình đang có mặt trong game nhé. Để xem tình hình trong game thế nào nhé. Đầu tiên có vẻ thấy quanh đây toàn các anh dùng Goku thôi. Ở đây có cái nút điều chỉnh nhiệm vụ này, ấn vào đây chắc là đi xem nhiệm vụ luôn ở đây đúng không. Ấn đây thì nó sẽ ấn nhiệm vụ luôn, tức là mình không phải đi tìm đường mà sẽ tự ấn luôn. Và đầu tiên cho mình một cái trang bị ở đây không. Ấn vào lấy ra này. Là cái tàu con thoi chắc dùng để di chuyển đến các vị trí khác chắc. Tiếp tục thôi, cứ ấn vào đây nhé, cứ ấn vào góc bên cạnh để xem nhiệm vụ đi cho dễ nhé. Ok, đầu tiên là nhiệm vụ thu hoạch cái gì đó 5/5 thì ấn thử xem sao nhé. Đây nói chung đầu tiên sẽ bắt mình đến chỗ cái cây đậu thần này, xong rồi đi sưu tập chút đậu thần không. Đây bản alpha test này cũng không biết chất lượng như thế nào nhé. Ok, cái đậu thần có vẻ giúp mình tăng sức mạnh nhỉ. À đây trên này bắt đầu có cái chỉ số ki trên này. Đây trong chỗ kỹ năng xem có những kỹ năng gì.
Ok, như vậy ở đây có vẻ có khá nhiều kỹ năng để học, nhưng tuy nhiên ở đây mới đầu chơi game thì mới chỉ học được số kỹ năng đầu tiên thôi. Ví dụ ấn vào chữ học nhé. Như người dân vào đây dạy mình cách học kỹ năng không? Ok, nhưng mà nói chung là giới thiệu qua chút kỹ năng cho mình thôi. Ví dụ sau bên này có túi, bên này có cái viên này, viên gì ta? Viên này là viên viên capsule trang phục, viên này viên dùng trong phim mà hay bắn ném phát ra biến ra thành cái gì đó không? Đây có viên capsule. Ok, dùng thử xem ra cái gì nhá. À ok, như dùng viên đó nó ra cho mình những cái món đồ. Ở đây có áo của Luffy, áo của Goku này, có găng tay này, có quần này, có giày đúng không? Ok, ấn vào sử dụng nào. Ok, ấn vào đây ấn sử dụng nhá. Hiện tại đây là game alpha đang ở bản alpha test nhé, sẽ alpha test trong 2 ngày nhé. Như vậy sau 2 ngày sẽ reset nhân vật nên ra chung cái chơi cho vui thôi. Còn về sau là bản chính thức thì sẽ chơi cụ thể sau không? Giờ trước mắt là vào trải nghiệm cho vui thôi. Nhưng mà mình cảm giác một chút là không biết là do mình hiện tại mình đang quay xa nhà, quay qua team view không biết có bị lag hay không, chứ còn mình cảm giác do game lag hay sao nhỉ? Mình chỉ sợ có mỗi cái là game này alpha test ra nhiều người chơi quá bị đơ thôi. Thì thực ra là cảm giác mọi người chờ đón khá nhiều. Ví dụ đây mình đang bắt vui lòng chờ không? Như vậy thấy cái vẻ cái tốc độ lag có vẻ nó không được nhanh như kỳ vọng lắm. Tại vì mặc dù mình team view qua thì cũng chỉ bị lag trong quá trình mà nhìn thôi, chứ còn về bản chất lúc video nó vẫn phải mượt đúng không? Nhưng ở đây mình thấy có vẻ nó hơi đơ đơ một tí. Ok, giờ nó đánh ở đây không? Đánh ở đây nói chung mình có phải điều khiển gì không nhỉ? Chúng chắc là đánh mấy con này thu thập thịt thôi. Như vậy khi mình ấn vào đây tự động sẽ đánh nhé. Tự động sẽ đánh thôi. Như vậy sẽ đánh mấy con khủng long để thu thập thịt đấy. Rồi vị trí mình đây nói chung đang hiển thị khá nhiều bạn cùng đánh rồi. Nhưng mà đây hiện tại mình thấy có vẻ đa chưa thấy ai dùng Piccolo nhỉ. Mình đây quay đây chỉ thấy những bạn dùng Kadix với lại dùng Goku với lại Gohan thôi. Tức là toàn thêm là những anh có thể biến thành Saiya thôi. Chưa thấy ai dùng Piccolo quanh quanh khu mình đứng cả. Ok, như vậy chỉ cần chỉ ở đấy tự động sẽ đánh nhé. Như vậy mình cũng không phải mất cái công nhiều lắm không? Hiện tại đời mình có mỗi chiều đấm không? Mình có mỗi chiều đấm thôi. Ở đây mình còn 4 viên đậu thần chắc là giúp tăng sức mạnh của mình. Với lại đây một cái chiều đấm với một cái tàu kiểu để di chuyển nữa không? Ok, như vậy nó sẽ tự động nó sẽ tìm quái vật đánh cho mình nhé. Như vậy là game này mình không lo lạc đường đúng không? Nói chung game này nó làm như vậy thì hỗ trợ các bạn cài treo auto thứ ok không? Vì đấy nó tự động đánh luôn. Nhưng mà đây không biết quá trình tự động đánh nó tự động lấy thịt nhỉ, mình thấy những miếng thịt nó rơi ra nhưng không biết nó có lấy hay không. Tại vì ra đấy mà mình thấy đây đấm đang khá là yếu này, không biết có chỗ nào được cường hóa hay không nhỉ, vì thấy cái vẻ đấm đang khá là yếu. Không biết có thể chỉ những cái chiều để tăng sức mạnh hay không nhỉ. Hiện tại bây giờ thấy đoàn đấm nó hơi yếu một chút nhé, hơi yếu một chút. Nói chung hiện tại yếu thì mình chăm chỉ đánh nhiều cái không? Nói chung đánh nhiều cái không biết nó tính là ai giết chết con này thì nhận được thịt, hay là cứ ra tranh được miếng thịt nào thì nhận miếng thịt đó. Tại vì thấy ở ngoài kia cũng rơi những miếng thịt mà không thấy ai nhận đâu. Đấy thử ấn xem được nhá. Không được không? Không nhận được không nhỉ? Đây không nhận được, tôi kệ cho nó tự động đánh nhá. Mặc dù mình đánh rất là yếu nhưng tuy nhiên địch cũng hình như nó không tấn công mình không, thành ra dễ. À đã bắt đầu xuất hiện những bạn chơi Piccolo đầu tiên này đúng không? Trong bản truyện gốc ngày xưa đời đầu tiên nó ra, đợt đầu tiên Việt Nam dịch cái này như gọi là Focolo không nhỉ? Nói chung đánh hoài vẫn chưa được mấy miếng thịt đâu, mình đánh được đúng một miếng. Như vậy nhiệm vụ đầu tiên thì vụ đi kiếm thịt là cũng hơi khó khăn nhá, đánh hoài vẫn chưa được không? Ai dùng thêm đậu thần để tăng thêm chỉ số nhỉ? Không ấn được à? Không ấn được hay? Hay đang đánh nhau không ấn được ta? Quái lại là do địch nó quá trâu hay sao mà sao đánh hoài không được nhỉ? Thế đánh không mất mấy máu, đánh chả mất mấy máu. Có vẻ mình cảm giác cái vẻ mình đánh nó hơi bị yếu chứ, nên sau con này mà nếu không ăn được thêm miếng thịt được nữa có lẽ mình sẽ đi kiểm tra xem làm sao tăng sức mạnh đã. Thì mình cảm giác đang hơi bị yếu. Để xem chỗ nào ấn được sức mạnh nhỉ. Ở đây đang có những thứ này xem nào. Được một thịt này. Nhưng mà xem cái nào, nhiệm vụ quan hệ vũ trụ, mua sắm này, vòng quay, phúc lợi. Ở đây xem ấn phúc lợi nhé. Ở phúc lợi chỗ nào ta?
Ok, như vậy là sau một hồi loay hoay mãi cuối cùng cũng hoàn thành xếp nhịp đầu tiên thôi. Đại khái là lúc nãy nó lag quá do đông người vào quá, do mình quyết định là gì đăng nhập lại một chút thôi. Đăng nhập lại một chút rồi ra khu vắng vắng một chút hơn, tiêu diệt nó sẽ dễ hơn. Còn khi lúc nãy mình ở chỗ kia nó đông quá, nó lag quá, cảm giác đánh nó cảm giác đánh chả giải quyết được gì không. Còn bây giờ sau khi mà đăng nhập lại một chút xong đấy, cảm giác giải quyết nhanh gọn thôi. Về chỗ kia mà phần đông quá, đánh nhiều khi đánh không đến lượt của mình đánh đúng không? Như vậy xong nhiệm vụ đầu tiên nhé. Nói chung thì bạn nào bí cái này quá thì tốt nhất là cứ đăng nhập lại game ra cái khu vực nó vắng vắng tí là ok nhé. Ok, giờ bắt đầu ra chỗ cài đặt một tí không? Thực ra cái này mình cài đặt rồi đúng không nhỉ? Để đi xem qua giao diện thôi. Hôm nay này hoài mãi không đánh được cái nhiệm vụ đấy sao đúng không? Ví dụ bây giờ đến cái nhiệm vụ thu thập cái sáp mật ong không? Chứ cái này đến cái khu nào càng vắng càng dễ đánh không? Đông quá khó đánh lắm. Nói chung là mất một khoảng thời gian khoảng tầm 3 phút chỉ loay hoay mỗi nhiệm vụ đầu tiên ấy. Tại vì nó mới ra game, bắt đầu đông quá, lát quá, rồi xử lý nó hơi khó. Ok, sau khi xử lý xong vấn đề bây giờ đánh dễ hơn rất nhiều. Giờ lại đèn rồi, lại đèn rồi, loay hoay mãi. Thì nói chung là nếu bạn nào có tình trạng tương tự như mình thì cứ đăng nhập lại game mà xong nhé. Thì thế là từ khi mình đăng nhập lại game đánh biết này dễ cực kỳ đấy. Rồi auto đánh nữa. Đấy chứ bây giờ mình cảm giác mình đánh sát thương không? Lúc nãy bạn để ý mình đánh gần như là sát thương không ra. Bây giờ bắt đầu sát thương ra rồi. Ở khu này có vẻ hơi đông người, vẻ tranh nhau hơi lâu nhỉ. Và có lẽ mình không nên đặt tính năng auto. Mình thấy là khi auto được ra chỗ đông người không? Như vậy sẽ đánh thủ công sẽ ok đấy. Nếu đánh thủ công thì chứ là vắng vắng thì đánh cho dễ nhé. Chứ mà đánh auto rất dễ là đông người quá. Nói chung cái này tranh nhau thôi, ông nào nhanh được đúng không? Cứ xông vào đánh kiểu thủ công nhá. Các bạn đừng đánh auto nhá. Đánh auto này đông người quá sẽ toàn ra chỗ cùi thôi. Ờ, mà thấy là khi mình đánh thủ công thì cái xác suất được nó thành công cao hơn không? Tất nhiên phải tranh nhau nhiều với đông người cùng đánh mà. Ví dụ chỗ này con này có một mình đánh thì tỷ lệ thành công rất là cao. Tỷ lệ thành công mình giết nó rất là cao. Nhưng mà bây giờ mấy bạn khác phải thấy đánh tranh thì sẽ khó hơn chút này. Chủ đánh vẫn hụt không? Đánh vẫn hụt nhiều. Đông quá hơi khó xử. Các bạn này đánh chết nhanh tí cơ. Mấy bạn khác đam to quá không? Như này đánh kiểu tranh quà rất là mệt không? Thì xem khu nào vắng vắng hơn tí thì ra khu nào vắng vắng hơn tí cho dễ đánh. Cái này đông quá xử lý hơi khó. Càng ít người chơi thì càng tỷ lệ thành công càng cao nhé. Đây được 3 phát rồi, tiếp tục đứng đây chờ đánh trên khu vắng rồi nhé. Tránh trường hợp đánh chỗ đông người nhé, đánh chỗ đông người rất là khó rồi. Đánh chỗ vắng nhiều khi đã bị tranh nó gì chỗ đông người không. Ok, như vậy là xong không? Ok, giờ nó giới thiệu mình cái giao diện mua sắm không? Ok, đây có những cái gói để tiêu cái đồng Jenny, cái đồng mà nó cho mình cái quá trình alpha test không. Nhưng tuy nhiên với cái đồng này các bạn giờ chưa biết mua cái gì đâu. Thì đồ này mình chưa rõ là đồ gì nó ngon hơn. Trong quay chỗ phúc lợi thì sẽ có nhận được thêm cái gì nhé. Để nhận được quà online không? Như vậy sau khi đăng nhập xong cái nhận này dễ hơn hẳn thôi. Còn lúc trước mình loay hoay mãi không nhận được đâu. Nói chung là game cơ bản lúc alpha test là khá là lag, nhưng bây giờ bắt đầu ổn định hơn rồi đấy. Còn lúc trước là lag rất là nhiều nhé. Ok, giới thiệu mình thêm cái giao diện nhiệm vụ không? Tiếp tục có giới thiệu mình thêm một chỗ nữa bên đồng đội anh tình là có gì ạ? Nhưng cái này các bạn đã xem xong rồi đúng không? Giới thiệu mình từng cái giao diện một thì mình mở lên để xem từng giao diện một thôi, chứ còn cơ bản mình chả từng làm gì đâu. Này giống như kiểu một cái hội đúng không? Một cái vũ trụ giống một cái hội. Đấy, còn giờ mở giao diện rồi xếp hạng ra giới thiệu mình các giao diện thôi.
giao diện vòng quay. Vòng quay chắc là để quay RAM đừng ra đồ nhỉ. Nhưng hiện tại cũng chưa biết có nên dùng hay không vì đang alpha test này, nói chung để lâu lâu một tí á, chứ bắt cái để tài nguyên đã nhé. Tôi về sau test sau nhé. Được đến phúc lợi anh tình, phúc lợi vừa nhận rồi. Giao diện gì ấy? Thư à? Ok, một số thứ có thể sẽ nhắn gửi trong thư đúng không? À, trong thư thì có cái thư mình chưa nhận, sẽ ấn vào lại nhận cái thư nhé. Thư này như ở quà, cái vấn đề loan tin lên server không? Đây, vào chỗ thư cho mình nhận cái quà không? Mình chưa nhận không nhỉ? À đâu, như cái quà nhận rồi, nãy mình nhận rồi, nãy lag quá nó chưa hiển thị thôi, mình đã nhận rồi. Ok, đây có đục lỗ khảm này, cái này chắc là chỉ để ấy nhé. Ví dụ đây sử ấn chữ xem nhé. Thử sang bên này xem thế nào nhé. Lệ phí mất 100.000 xu à. Thì khảm thử xem có mạnh không nhé. Có 3 loại nguyên liệu để khảm đây, có khảm ngọc, khảm sao, khảm pha lê không? Cứ thử phát thử xem thế nào. Loại 1 đúng không? Nhưng ở đây thì tại mình thấy là sau khi khảm xong có tăng thêm cái gì không nhỉ? Ở đây bắt đầu thêm cái khảm ngọc, khảm sao dưới không? Nói chung cái này giống như là tẩy đồ lên thôi, tẩy đồ lên thôi. Giờ có thể học được thêm kỹ năng nhỉ? Học thử nhé. Đây có thể học, bắt đầu mình có thể tăng cấp kỹ năng nhỉ? Bắt đầu tăng cấp kỹ năng rồi. Bây giờ chắc chắn là kỹ năng mình tăng lên, cái kiểu sức mạnh mình tăng lên không? Để xem cái bên này có tăng thêm không nào? Đấy, bắt đầu học thêm đúng không? Lúc nãy học mãi không được, bây giờ bắt đầu học rồi đúng không? Giờ trưởng của mình sẽ đau hơn đúng không? Bây giờ tôi sẽ gặp lại Bulma nhé, gặp lại Bulma. Nói chuyện với Bulma, ok, ấn nói chuyện nhé. Mà cái câu chuyện chắc không đọc nhé bạn nhé, câu chuyện chắc không đọc nhé. Đi làm luôn nhiệm vụ cho nhanh thôi nhỉ. Rồi tiếp tục mình lại quay trở về cây đậu thần, thu hoạch thêm đậu thần thôi, ấn thu hoạch tiếp nhé. Nói chung là sau khoảng tầm 5 phút thì thu hoạch thì một lần thôi, mình thấy thời gian đang chờ khoảng tầm 5 phút đổ lại. Nhưng nói chung là alpha test đang rất là lag nhé, mong lúc ra server chính thức nó không bị lag không. Bắt đầu đi đánh những con khủng long ở đây không? Nói chung là tương tự như mấy con trước này, nói chung là nếu đánh mà cảm giác không thu thập đủ ấy thì nên chọn khu nào vắng người nhé. Còn đây hiện tại đang đánh auto vẫn đang đủ thì thôi không? Lúc nào mà auto hoài không được ấy thì bạn bỏ tính năng auto đi đánh thủ công thôi, sợ chỗ nào vắng là đánh nhé. Còn khi mà mình đang auto thấy ok được thì để auto cho nhà đúng không? Đây là cách để chúng ta xử lý sao cho dễ hơn chút. Cũng như bây giờ sát thương mình lớn hơn thì tỷ lệ mình giết thành công nó cao hơn. Lúc nãy sát thương mình chưa có thì sự đánh kiểu auto rất khó được thôi. Giờ sát thương lớn rồi thì cái tỷ lệ thành công sẽ cao rất nhiều.
Ok, về hoàn thành xong nhiệm vụ tiếp tục nhận tiếp cái khác nhé. Nói chung thì sau khi giải quyết được vấn đề kẹt kẹt cái chỗ vấn đề mấy cái con thu thập cái thịt nó khó thì bây giờ cơ bản mọi thứ đơn giản rất nhiều, chỉ cần ấn vào đây tự động sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi. Ok, đầu tiên gặp những con thần lằn đúng không? Những con màu xanh này. Con này kiểu đàn em của Piccolo này. Con này là đàn em Piccolo này. Cái này bắt đầu mình thấy hiện tượng bắt đầu đánh nó phải là hụt nhiều, như vậy sẽ lại bỏ tính năng auto đánh thủ công nhé, cho nhanh đúng không? Đánh thủ công cho nhanh thôi. Đầu tiên đi di chuyển chỗ nào có con thần lằn đã. Ôi, vừa đánh phát một đống người đánh cùng luôn này, nhanh quá nhỉ, cứ đứng ở đây chờ xuất hiện thêm không? Chắc chắn sẽ hiện thêm một con trên này đấy, bây giờ tập trung đánh nó. Nhưng mấy bạn kia lên tranh nhanh quá nhỉ. Nói chung cái này đi PK tranh nhau cũng lâu đấy. Mấy bạn ấy sát thương to quá. Nhiều khi ta phải chờ những cái bạn mạnh mạnh đi hết đã, xong rồi từ đánh sau. Ôi lại lên một đống rồi, hỏng rồi. Thế thì đứng trên này không yên nhỉ. Để đông người rình rập quá. Thì nâng lên sát thương cao nữa nhưng mà rạch việc lắm. Thử đứng ở đây khó tranh quá nhỉ. Cái đấy gần chết một tí mà đống bạn lên trưởng cho một cái là xong. À trên này cũng có. Đây đằng này cũng có này, đằng này cũng có. Cái thứ đầu nó di chuyển ra chỗ khác nhỉ, mình hoàn toàn có ấn nút di chuyển đâu nhỉ. Đây hiện tại mình không ấn nút di chuyển nữa, cứ hay di chuyển bình thường ở chỗ khác nhé. Nói chung cái này tranh nhau hơi khổ đấy. Không biết khu nào nó vắng hơn không. Rồi cuối cùng giết thêm con thứ ba, thứ ba đúng không? Giờ cố giết con thứ tư rồi. Kiên trì đứng ở đây thôi, cho nó ra đánh đi tiếp thôi. Để mấy cái khu này vắng hơn tí, xác suất thành công nó cao hơn. Cố lên trước khi người khác lên tranh rồi. Ok, như vậy góc này đẹp đấy, mình thấy ít bạn nhảy ở chỗ này đánh. Như vậy đánh ở trên này sẽ an toàn hơn. Nói chung là game này bắt buộc bạn phải chọn vị trí ấy. Tại vì ra bây giờ nếu bạn sát thương không lớn thì mà không chọn vị trí tốt ấy, thì đánh hoàn thành nhiệm vụ rất là lâu. Thì quá nhiều người vào chơi không? Nhiều người vào chơi quá nó khó. Đứng trên này bắt đầu dễ dàng rất nhiều. Mình sẽ đứng yên ở trên này và đi trở hiện ra đánh tiếp không? Bây giờ còn thiếu hai con nữa thôi, ok đấy. Tranh thủ đánh trước khi mọi người phát hiện ra chỗ này. Ok, đánh nước con này xong. Nói chung cái vấn đề chọn vị trí là vô cùng quan trọng nhé. Chọn đúng vị trí là coi như mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Quay trở về nói chuyện với Bulma nhé. Thế đi bằng cái tàu bay, mình sẽ đi tàu bay đến quay về chỗ Bulma nhé.
Ok thì rùa Kame này, ấn nói chuyện với nó nhé. Nói chung ở đây giống như nhiệm vụ là đi tìm gì, đi tìm tìm ông rùa về cho cụ rùa. Cho ông Kame. Bật auto dễ với nhiệm vụ kỳ kỳ này, ấn auto dễ nhé. Dẫn rùa về không? Sao dẫn được không nhỉ? Hay dẫn rùa về kiểu gì ta? Ôi trời ơi, con rùa đi chậm này, đi từ từ theo nó à? Có vẻ đi này khá là lâu nhỉ? À, thử bật auto lại xem nào. Cái nhiệm vụ này không có auto sao nhỉ? Vì từ từ đi theo con rùa không? À, hình như phải bảo vệ con rùa này về một cách toàn vẹn máu, nếu con rùa chết thì hỏng. Có vẻ không ai tấn công con rùa cả. Nhưng con rùa đi chậm quá, rùa ơi, rùa. Ok, như vậy hoàn thành nhiệm vụ không? Nói chung là dẫn con rùa từ cuối về trên không? Nói chung là nó đi hơi chậm một tí, cảm giác nó lâu đấy. Bây giờ chúng ta đến chỗ phòng tập thời gian nhé. Đây phòng thời gian đây này. Lần đầu được miễn phí 1 phút rồi. Nói chung theo chuyện thì ta vào trong phòng này sẽ mạnh lên rất nhiều. Vì thời gian trong này sẽ chênh lệch cái ngoài đời rất nhiều. Ở đây sẽ đánh auto đánh nhé. Thế là luyện đánh với con này để tăng thêm sức mạnh nữa. Cái này nó bảo cho mình 1 phút để đánh thì chắc đánh hết 1 phút thực ra nhỉ. Nhưng ở đây như bên đây nó có đồng hồ tính giờ không nhỉ? Nhưng ở đây chỗ này không có đồng hồ tính giờ đúng không? Có cái này đánh PK này một chút để tăng thêm sức mạnh đã, xong rồi chui ra sau nhé. Nói chung trong này ta thấy là Goku có thể bay được, nhảy được không? Và trong này có chúng ta giới thiệu mình chút cái hệ thống đánh nhau của nó. Và thấy là vấn đề này là chung đánh đông người khá là vất vả không? Bạn phải chọn vị trí thì ok. Nếu bạn mạnh không nói làm gì, thì nếu bạn không phải mạnh ấy, thì bạn phải chọn vị trí nhé. Thì mới có thể có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ nhé. Nếu lúc đầu vào hơi bỡ ngỡ tí chỗ nhiệm vụ đấy, quá nhiều người đánh thì hơi bỡ ngỡ tí. Ok, như vậy xong rồi không? Bây giờ tiếp tục đi gặp lại Bulma nhé. Và phải linh hoạt sử dụng cái tính năng auto với đánh thủ công nhé. Tại vì nhiều cái auto thì lợi hơn, nhưng có những cái lại đánh thủ công thì lợi hơn. Đây bắt mình dùng phi thuyền file để tiến hành di chuyển không? Cái phi thuyền đấy dùng làm sao ta? Đây phi thuyền đây à? Ôi sao dùng được cái phi thuyền ta nhỉ? Phi thuyền mình chưa dùng được không? Để quay lại trong túi đồ tí, lại bắt đầu kẹt chỗ phi thuyền sao trời? Kỹ năng để học thêm, đây. Phi thuyền vẫn ở đâu nhỉ?
nhờ thêm quà online, nhưng quan trọng cái chỗ phi thuyền kia lại bắt đầu kẹt đấy. Bây giờ hiện tại mình chưa biết dùng cái phi thuyền làm sao luôn cơ. Đây có cái phi thuyền không nhỉ? À đây ấn sử dụng rồi. Ok nhá. Như vậy có lẽ sử dụng xong là ok không nhỉ? Mình sẽ tục mình ấn thử xem được chưa nhá. Ờ à, vẫn chưa dùng được phi thuyền à? Có sao không dùng được nhỉ? Tại sao mình không dùng được cái phi thuyền này ta? Ôi, cái phi thuyền nó yêu cầu cái phi thuyền đang dùng nó khác nhau không nữa. Đấy là cái khu đang nói không? Pize này, nhưng quan trọng bây giờ sao đến ở đây nhỉ? Hiện tại mình đang không có phi thuyền Pize nhỉ? Sao kiếm được phi thuyền Pize ta? Ở đây phi thuyền Pize góc này đúng không? Ra thử góc này xem dùng được không nhé? Đây như ở đây là có cái phi thuyền đấy không? Đúng chưa nhỉ? Ok, cuối cùng tìm đúng không? Như vậy là sao phải chỉ vào cái phi thuyền video nó. Ok ok. Nhưng mà nãy giờ không biết lối thì đi hơi nhục một tí.
Thế thử chỗ này nếu có vẻ lại đánh nhau, vẻ tranh nhau hơi nhiều. Như vậy chắc mình sẽ đánh thủ công thôi. Chỗ này tắt auto đúng không? Tại vì nếu bây giờ đánh auto sẽ rất là khó. Giờ kiếm chỗ nào vắng vắng nữa. Vừa tắt auto vừa kiếm chỗ nào vắng vắng đấy. Chúng ta cho Goku bay chỗ nào xa xa một tí. Đây chỗ này bắt đầu không ai tranh chấp không? Thì xuống đánh sẽ ok hơn rất nhiều. Nhưng mình không nên đánh cái chỗ đông người quá. Cứ kiên trì đứng ở chỗ nào vắng thôi, kiên trì đứng một chỗ vắng thôi, chờ ra không? Rồi bay ở chỗ khác xem chỗ nào vắng hơn không? Ở chỗ này, nếu chỗ nào cảm giác ít người đánh thì ok. Đây chỗ này có vẻ vắng hơn không? Ui, bây giờ lại đông rồi. Ok được rồi. Sẽ kiên trì đứng này, chỗ nào cảm giác giết được thì đứng ở chỗ đấy nhé. Để chờ tí sẽ hồi ra con boss mà, để ra mình sẽ đánh nhẹ nhàng hơn. Mình tập trung xử lý nó trước khi người khác biết đến thôi. Cái gì chỗ này chỗ cuối của một cái chặng đường thì đôi khi một số bạn hoàn thành nhiệm vụ người ta chỉ đi qua đây để hoàn thành nhiệm vụ thôi, sang giai đoạn mới đúng không? Thì ra mình đứng ở đây cái tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Để những bạn ở đây gần như các bạn chỉ đi sang cái khu vực khác thì các bạn không đánh con quái vật nữa. Vì đứng ở cái góc thế này sẽ an toàn rất nhiều nhé. Rồi đứng kiên trì chỗ này chờ nốt 3 con nữa xong không? Như vậy cái vấn đề tiếp tục phải chọn vị trí rất nhiều không? Các bạn thấy tất cả các bạn đứng ở chỗ này thì các bạn đều chỉ đi qua chứ các bạn không đánh, tại vì các bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Thế nên đứng ở chỗ này yên tâm. Nói chung có thể mỗi thời điểm một chỗ vị trí khác nhau sẽ ngon khác nhau nhé. Nói ra hiện tại thời điểm mình đứng chỗ này ngon hơn thôi, có thể thời điểm bạn chơi ở chỗ khác nhé. Thì bạn phải tùy cơ ứng biến sao đứng chỗ nào nữa. Ít bị tranh chấp nhất có thể đúng không? Thì mới có cái cơ hội lớn được. Chứ mình cứ đứng ở chỗ đông người mà sát thương mình không lớn thì chắc chắn sẽ rất là bất lợi không? Cực kỳ bất lợi luôn. Như vậy mình hoàn thành nhiệm vụ không thì chỉ cần đứng đúng vị trí hoàn thành rất là dễ thôi. Còn đứng sai vị trí đánh lâu lắm, gần như vậy auto cả ngày không xong đâu. Ok, như vậy là có lẽ là những cái thứ cơ bản nhất về game thì các bạn chỉ như thế không? Vấn đề chúng ta chủ yếu có thời gian đi dài hay không không? Thì nói chung là video này có vẻ hơi dài, ra mình quay hơn tiếng rồi, nhưng mà chắc cắt đi cái đoạn đi ngu chắc là trừ đi chắc còn khoảng tầm 30-40 phút thôi. Thì nói chung là nó mong cho bạn cái trải nghiệm gì cơ bản nhất về cái giai đoạn alpha test của game Ngọc Rồng Online, gọi rồng online đúng không? Nói chung là đấy, thì nói chung là bây giờ trước khi kết thúc video mình sẽ tổng hợp một số cái điều cơ bản mình đã rút ra được trong khi quá trình chơi game này, để cho những bạn nào kiểu là cũng bỡ ngỡ như mình mới vào game có thể đỡ được cái rủi ro trong quá trình chơi game nhé. Thì nói chung là sau một thời gian test khá là dài, nhận thấy một điều ở đây đó là khi bạn chơi game này thì bạn chú ý một điều, đó là đầu tiên thì game rất là lag. Thì ra là nói chung là cố gắng làm sao là chơi thì phải chấp nhận điều lúc đầu sẽ rất là lag. Thì nếu mà sử bạn bị lag quá hoàn thành mãi nhiệm vụ không được ý, nên đăng nhập lại game, đấy là điều đầu tiên đúng không? Và cái điều thứ hai ở đây đó là khi mà bạn chơi những nhiệm vụ như kiểu nhặt những cái gì đó số lượng như kiểu nhặt miếng thịt 5 lần hay đánh con boss ở đó 5 lần ấy, hay đánh 7 lần hay bao nhiêu lần đó mà đánh hoài không được ấy, thì bạn đừng để tính năng auto nhé. Bạn hãy chỉ vào góc dưới màn hình cái chỗ tắt auto đúng không, và tắt cái auto đi. Tại vì khi mà để auto thì thường sẽ ra chỗ đông người, mà lúc đấy bạn đang mới vào game, lúc đấy bạn có thể bạn yếu hơn người khác, hoặc đôi khi bạn không may mắn hơn người khác ấy, thì đôi khi đứng ở chỗ đông người rất là bất lợi không. Bạn hãy tắt auto đi và đánh thủ công nhé, và đánh thủ công thôi. Và hãy chọn vị trí nào mà cảm giác ít người tranh chấp nhất nhé. Càng ít người tranh thì cơ hội bạn đánh được càng cao không? Như vậy bạn hãy chọn vị trí vắng vắng một chút đánh nhé. Giống như video mình đánh ấy, là lúc đầu đứng rất là lâu không đánh được, nhưng vì sao mình ra chỗ nào vắng vắng tí là mình hoàn thành cực kỳ dễ nhé. Thì thế sẽ hoàn thành dễ hơn đúng không? Và vấn đề cuối cùng mà cần lưu ý một chút là cái vấn đề về chỗ di chuyển chỗ lên chỗ hành tinh Fize không? Tức là để ý ở chỗ đấy sẽ có vài con thuyền không? Thì bạn chọn đúng cái con thuyền hành tinh Fize thì bắt đầu ấn vào nhiệm vụ mới hoàn thành được. Tại vì đôi khi ở đây bạn hay tiện ấn vào chỗ nhiệm vụ này di chuyển luôn bằng cách auto ấy. Nhưng mà quan trọng nhiệm vụ đó bắt phải ấn vào thuyền Fize trước sau đó mới auto được không? Như vậy nếu bạn nào chỉ để auto không ấy, thì mãi mãi sẽ không để nó lên hành tinh Fize. Còn nếu như bạn ấn vào chỗ cái thuyền trước ấy, thì bạn ấn vào auto lại ok rất bình thường không? Nên nói chung là game này phải kết hợp linh hoạt giữa việc auto và ấn thủ công nhé. Chứ nếu bạn chỉ auto không thì bạn sẽ bị kẹt rất nhiều chỗ. Và khi bạn kết hợp đủ hai chỗ sẽ ok đúng không? Còn nếu bạn nào không biết thì xem quá trình mình đánh thôi, xem mình ấn như thế nào, bạn ấn theo như vậy là ok đúng không? Nói chung ở đây có lẽ mình không mạnh, nhưng mà tuy nhiên mình giúp bạn giải quyết vấn đề đi tiếp được hành trình thôi. Và nói chung nhiệm vụ này cơ bản lên cho nó auto rồi, bây giờ mình nói chung chuẩn bị nghỉ ngơi chút rồi. Thì ra mình sẽ để auto thôi. Nó không được nhưng mà mình sẽ đánh thủ công như nãy mình chỉ các bạn đúng không?
Nếu chung đấy một số cái chia sẻ mình chút về cái trải nghiệm alpha test của game gọi rồng online đúng không? Thì nếu bạn yêu thích mà muốn mình làm thêm game này thì cứ đề xuất cho mình thêm nhé, mình sẽ thu xếp thời gian mình làm thêm game này. Ngoài ra nếu bạn nào ủng hộ mình có thể like như đăng ký kênh nếu thấy video hữu ích không? Cũng như chia sẻ video đến các bạn nào cùng quan tâm đúng không? Ngoài ra ủng hộ mình nhiều nữa có thể donate cho mình thông qua link phần mô tả đúng không? Cũng như có thể tham gia giao lưu cùng mình thông qua nhóm Facebook mình để phần mô tả nhé. Còn bây giờ có lẽ thôi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Xin chào các bạn nhé.